Vâng, xin chào các bạn. Ngày hôm nay chúng tôi lại trở lại với các bạn với phiên bản Moto ScanTab 2.6. Vâng, đây là một phần mà cũng rất nhiều anh em đã mong đợi chúng tôi nhiều ngày hôm nay. Và chúng tôi xin tranh thủ cuối buổi chiều để giới thiệu những phát triển của phiên bản Moto ScanTab 2.6 trong cái chức năng là test hệ thống LED và hệ thống bảng tablo của đồng hồ. Các bạn biết rằng là công nghệ thì ngày một phát triển, xã hội ngày một phát triển, và chúng ta không có tội gì mà không sử dụng những công nghệ mới và đi theo xu hướng công nghệ để phục vụ cho con người, và đó là xu thế của thời đại. Và có lẽ tôi nghĩ rằng là trong tương lai gần thì công nghệ vi xử lý, công nghệ AI, công nghệ trí tuệ nhân tạo sẽ là những công nghệ chủ chốt để cho tất cả các thiết bị sẽ phục vụ cho công việc cũng như là phục vụ cho xã hội, của việc cho đời sống của con người. Cho nên chúng tôi cũng đi theo những cái xu hướng tất yếu của xã hội. Và nếu như anh em nào bây giờ mà không phải là nghề làm về điện tử, và chúng ta cũng có thể là cũng có học rồi, nhưng mà cái việc học của chúng ta nó cũng chưa tới đâu cả, và cái người mà giảng dạy của anh em cũng không phải là người chuyên về điện tử, thì có lẽ là cái việc mà chúng ta đào tạo như vậy có thể sửa được các trang thiết bị điện tử hiện tại của ngày nay hay không? Thì đây là một câu hỏi mà chúng tôi cũng muốn để ngỏ. Nhưng nếu như các bạn mà đi theo một cái tư duy mới, một cái hướng khác, hãy dành những cái việc khó đấy để cho công nghệ giúp chúng ta. Và bây giờ thì các bạn thấy là công nghệ của Moto ScanTab phiên bản 2.6 đã trợ giúp cho anh em rất nhiều trong việc mà test những cái tính năng khó, những cái chức năng nâng cao mà không phải qua hệ thống OBD, mà chúng tôi sẽ là test trực tiếp với công nghệ vi điều khiển, công nghệ vi xử lý, và bước đầu là ứng dụng công nghệ AI cấp độ 1. Và bây giờ thì các bạn hãy theo dõi cái phần giới thiệu của chúng tôi trong phiên bản Moto ScanTab 2.6 trong một chức năng chẩn đoán kiểm tra nâng cao cho hệ thống chiếu sáng LED. Và trong cái phần chức năng chuẩn đoán nâng cao, chúng ta thấy có rất nhiều lựa chọn. Trong đó lựa chọn ở đây là test ECU. Bản chất thì cái khối điều khiển mà điều khiển cái hệ thống chiếu sáng LED trên chiếc xe máy hiện đại thì nó cũng là một loại ECU, và nó cũng có những cái tính năng đầu vào đầu ra điều khiển tương tự như vậy. Trong phần này thì anh em hãy chọn. Ở đây có rất nhiều tính năng, động cơ ACU tức là ABS ấy, rồi là SU tức là hệ thống Smart Key, và ở đây chúng ta chọn là LED và Headlight là đèn chiếu sáng trước. Hiện nay thì chúng ta biết rằng công nghệ của ô tô và xe máy thì đều sử dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng, công nghệ chiếu sáng LED. Ở đây chúng ta chọn một cái dòng xe, ví dụ ở đây chúng tôi lựa chọn là một trong những hệ thống chiếu sáng LED của dòng xe Yamaha NVX 155. Chúng ta biết rằng là về nguyên lý thì cơ bản nó cũng giống nhau, nhưng mỗi một nhà thiết kế thì sẽ thiết kế những cái bo mạch điều khiển, những cái khối điều khiển trung tâm, và design cái tổng thể nó sẽ có khác nhau một đôi chút. Vì vậy mà cái thư viện AI cũng như là cái thư viện mà hỗ trợ media của chúng tôi cũng sẽ rất cầu kỳ để cho một cái khối điều khiển được hỗ trợ hướng dẫn anh em cách tỉ mỉ trong việc sử dụng cũng như đánh giá kết quả. Chúng ta chọn ở đây, chọn Yamaha. Chiếc xe này là xe NVX. Chúng ta chọn NVX. Rồi, NVX 155 Smart Key. Và trong cái phần để chúng ta test hệ thống LED thì chúng tôi đã phát triển, chúng ta nhìn thấy ở đây là chúng ta có kiểm tra cơ bản. Tôi muốn giải thích thêm cái kiểm tra cơ bản hệ thống LED, hệ thống chiếu sáng LED này có nghĩa là thế nào. Có nghĩa là nó có 3 khối: khối cấp nguồn đầu vào, khối điều khiển và khối công suất, tức là khối đầu ra, chính là các cái bóng LED đó. Thì đánh giá ngay cơ bản là cái hệ thống LED đang bị trục trặc thì trục trặc khối nào, và chúng ta bóc tách luôn 3 khối đấy ra. Nếu như mà nó thông báo là lỗi cái khối phần điều khiển của hệ thống LED thì chúng ta sẽ chuyển sang một cái menu thứ hai, đó là kiểm tra main box. Main box là bo mạch chủ để mà điều khiển cái hệ thống đèn LED chiếu sáng đó. Và ngoài ra nó có những tính năng, những kích hoạt để kiểm tra LED chiếu sáng xa gọi là pha, LED chiếu sáng gần gọi là cost, hoặc là chúng ta có thể kiểm tra đơn lẻ độc lập của từng LED để xem cái bóng LED nào trong đó nó bị chết, bởi vì là thông thường thì nó
mắc nối tiếp với nhau. Chỉ có một cái led mà nó bị chết thì nó sẽ làm cả dãy led đó là không hoạt động được. Cho nên là chức năng là kiểm tra độc lập từng led. Bây giờ thì lần lượt chúng tôi sẽ giới thiệu. Ban đầu thì chúng tôi xin giới thiệu với anh em là phần kiểm tra hệ thống led, phần kiểm tra cơ bản. Và trong phần kiểm tra cơ bản thì chúng tôi sẽ giới thiệu anh em là kiểm tra hệ thống led pha, hệ thống led scope và hệ thống led chỉ thị cho sinh nhan các đèn xin được. Trong phần kiểm tra hệ thống led với khối điều khiển hệ thống chiếu sáng led sử dụng cáp test PN led ODO không mực, chú ý cáp cho chức năng này là một lựa chọn thêm không bao gồm trong gói phụ kiện tiêu chuẩn, vui lòng liên hệ điện thoại 1900 2228 để mua thêm nếu bạn cần sử dụng. Và chúng ta biết rằng là cô trợ lý ảo luôn luôn có hỗ trợ, cho nên tôi cũng phải nhường lời nói để cho cô trợ lý ảo nói. Và trong cái phần này, nếu như chúng ta không muốn cô đó nói thì chúng ta ấn xuống tiếp tục, còn nếu chúng ta muốn nghe cho rõ thì chúng ta sẽ nghe qua đấy diễn tả hết cái phần mà cô ấy muốn nói. Và cũng nói thêm bổ sung với cáp này, trong phiên bản 2.6 thì chúng ta cần phải mua thêm cái cáp đó, và trong phiên bản 2.5 thì vì chưa được trang bị nâng cấp với hệ thống kiểm tra này cho nên cũng chưa có cáp này. Đây là phần mà chúng ta cần phải mua thêm các cái phụ kiện. Phần giá thành của cái phụ kiện này thì nó cũng tương tương như là cái cáp mà chúng tôi đã từng cung cấp với anh em rồi. Bây giờ thì chúng ta hãy xem cái cáp mà chúng tôi làm mẫu này đây. Đây là phần cáp cho hệ thống test led gồm hai túi, là một phần que đo và một cái phần cáp chính. Và trong cái phần cáp chính thì chúng ta nhìn thấy nó cũng hơi gọi là hơi lằng nhằng một chút. Và chúng ta phải để ý cái chiều mà khi cắm thì chúng ta phải nhớ là cái chiều cắm. Và ở đây nó có hai cái rắc cắm ở phía trên. Và chúng ta nhìn thấy là kiểm tra main box, kiểm tra bo mạch chủ và điều khiển. Rồi chúng ta nhìn thấy là các cái chân cắm nó có khác nhau. Ví dụ như là chân cắm đực, chân cắm cái, ví dụ cái chân cắm này là chân cắm nguồn. Trong trường hợp mà chúng ta dùng cái phiên bản mới mà nó có cái chân cắm nguồn ở đây rồi thì chúng ta không cần cắm ở đây đó nữa. Nhưng nếu những cái phiên bản cũ mà chưa có cái chân cắm nguồn riêng ở cái hộp chuyển đổi thì chúng ta phải cắm cái chân cắm nguồn ở đây. Ngoài ra thì chúng ta có thể để ý đây là cái chân cắm là kiểm tra cơ bản, và đây là kiểm tra từng cái led đơn một. Thì đây là những cái chân cắm mà khi họ yêu cầu trên màn hình thì chúng ta cũng nên thực hiện đúng vị trí cắm, và việc này chúng ta phải làm thật là chuẩn chỉ và chính xác. Và đây là cái túi mà chỉ giới thiệu với anh em là cái túi que đo. Cái que đo này khi mà trên màn hình hướng dẫn anh em cắm như thế nào thì anh em sẽ cắm đúng như vậy. Ví dụ ở đây tôi muốn kiểm tra là kiểm tra khối cơ bản trong phần 1 thì chúng ta sẽ phải dùng cái chân rắc ở đây là cắm cái que đo đó vào. Và đây là cái phần input để chúng ta xác định các cái trạng thái điện áp, các điểm điện ở vị trí trên các bo mạch. Và đây là que đo mà cũng khá xịn sò, anh em nhìn thấy, để chúng tôi cũng tính toán làm sao để nó đủ nhỏ để chúng ta cắm ở những bo mạch có những cái vị trí điểm điện tinh xảo nhỏ bé thì vẫn có thể dễ dàng để cho anh em thao tác. Tiếp theo, khi đã hoàn thiện được phần que đo thì chúng ta sẽ tiếp tục. Vâng, bước tiếp theo là chúng ta sẽ cắm với khối điều khiển hệ thống chiếu sáng led đúng theo sơ đồ hướng dẫn phía trên. Anh em nhìn ở đây. Và ở đây thì anh em có thể là nhìn tổng quan. Tôi làm một cái màn hình cần tiếp xúc điện tốt và chính xác tuyệt đối. Một số bo mạch cần làm sạch keo sơn phủ chống ẩm tại các điểm đo trước khi cắm nối. Vâng, cô trợ lý ảo cũng nhắc rất cẩn thận là khi chúng ta cắm que đo vào thì có một số cái bo mạch nó có những cái phủ sơn cách điện thì anh em nên là phải cạo đi để chúng ta có thể tiếp xúc điện tốt. Và ở đây anh em lưu ý là chúng ta có thể phóng to thu nhỏ đó, để chúng ta nhìn, phóng zoom to cả trà màn hình được để chúng ta có thể nhìn thấy các vị trí cắm. Và nếu cái cách ký hiệu của chúng tôi như này có nghĩa là cái hình này chính là cái sự phóng to minh họa chi tiết ở bên trong cái đầu rắc. Và anh em có thể nhìn ở đây trên màn hình thì cái đầu rắc mà đang thể hiện trên màn hình thì anh em sẽ cắm. Và chú ý là cái phần cài là quay lên trên, ở đây nó có ba cái chân, chân phía dưới và chân bên phải chúng tôi đang cắm cái dây màu đỏ. Và anh em nhìn thấy đây, chân bên dưới là dây màu trắng sọc xanh, còn chân bên phải là dây màu đỏ. Tuyệt đối chúng ta không được cắm nhầm lẫn lộn thì cái kết quả đo nó sẽ không được chính xác như mong muốn. Tiếp theo thì
Cái đầu jack này chúng ta cần phải cắm với motor scan tab. À, anh em lưu ý là cũng không cắm ngược được, bởi vì trong cái việc mà chúng tôi thiết kế cũng đã cố ý để làm sao cho các đầu chân cắm là không được lẫn với nhau, bởi vì chúng ta biết là motor scan tab là một máy đa năng, rất rất nhiều cái tính năng, mà nếu như không thiết kế một cách khéo léo thì cái việc mà cắm nó bị lẫn lộn, nó có thể xảy ra những cái tình huống chập mạch về điện không có thể đoán trước được. Và đây là khi hoàn thiện chúng ta sẽ thấy là cái việc cắm theo yêu cầu ở trên màn hình đã thực hiện xong. Khi thực hiện xong, chúng ta chuyển sang bước 2 là bước ấn vào cái nút bên phải. Và chúng tôi cũng nói thêm một chút là theo thiết kế của chúng tôi thì anh em có một số anh em hỏi là thế ấn vào bên trái bên phải, thì chúng ta phải hiểu là vào bên trái và ra bên phải. Vậy thì chúng ta đến đây rồi thì chúng ta đi tiếp là phải ấn vào cái nút bên phải. Chúng ta đừng ấn lùi lại, quay lại cái nút back, cái nút ấn bên trái. Đây chúng ta ấn vào bên phải. Vâng. Yêu cầu cắm nối tháp kiểm tra với bộ chuyển đổi Moto Scan Tab. Ở đây thì anh em nhìn thấy là cái chân nguồn chúng tôi đã vẽ hướng dẫn anh cắm, mà chúng tôi đã cắm chân nguồn ở đây, anh em nhìn thấy không? Chân nguồn đó. Và tiếp theo thì theo cái hướng dẫn thì chúng ta xem còn cái gì mà chúng ta còn chưa cắm nối thì chúng ta thực hiện tiếp, còn không chúng ta sẽ ấn nút next, tức là nút đi tiếp đó. Hỏi đáp tất cả led được đánh dấu có sáng không? Vâng, bây giờ thì motor scan tab có hỏi chúng ta là hai cái điểm màu đỏ đánh dấu này thì tại thì hiện tại thì có thấy sáng không? Mà nếu mà chúng ta thấy sáng thì chúng ấn nút yes là nút bên phải, còn nút no là nút bên trái. Đây là dấu là no, ý hiệu là bằng cái biểu tượng, một cái biểu tượng là yes là có. Vậy thì anh em nhìn ở đây có sáng không ạ? À, chắc là anh em cũng nhìn thấy là như thế này là không sáng. Vậy thì không sáng thì chúng ta sẽ chuyển về phía màn hình và chọn ở phía bên trái không sáng. Yêu cầu bước 1 nối tháp kiểm tra với khối điều khiển hệ thống chiếu sáng LED đúng theo sơ đồ hướng dẫn phía trên. Bước 2 bấm nút tiếp tục bên phải để tiếp tục. Vâng. Chú ý các điểm nối cần tiếp xúc điện tốt và chính xác tuyệt đối. Anh em nhớ ở đây có 2 bước. Mày cần làm sạch keo sơn phủ chống ẩm tại các điểm đo trước khi cắm nối. Anh em nhớ ở đây tôi nói là nhắc lại một lần nữa là có 2 bước. Bước đầu là thao tác nhìn ảnh. Và thao tác xong thì mới thực hiện ấn vào cái nút bên phải. Cho anh em đừng có ấn nút phải trước với thao tác thì nó sẽ bị lộn. À, cho nên anh em lưu ý là đầu tiên phải thao tác trước. Và ở đây anh em nhìn thấy cách thể hiện của chúng tôi là thể hiện nhìn tổng thể. À, đây là cái bo mạch, đúng không ạ? Và có một cái hình vuông đấy được diễn tả rộng ra để nhìn thấy à trong hình vuông đấy thì cắm cái que là que đen và một que đỏ ở hai cái vị trí được thể hiện ở trên hình ảnh. Vậy thì chúng ta làm đúng như vậy và không quan tâm là âm hay dương, và đây là chúng ta làm hành vi, tức là làm đúng như hình ảnh, thì chúng ta ấn vào nút bên phải để kế tiếp. Và anh em nhìn thấy đây, tôi sẽ dùng hai que đo. Và chúng tôi cố tình là không dùng nhiều que, bởi vì sao ạ? Dùng cái que anh em sẽ không giữ bằng tay được, mà muốn giữ bằng tay được chỉ tối đa là hai que thôi, thì anh em có thể dùng tay để giữ đồng thời hai que, chứ bây giờ 4-5 que và chúng ta dí như vậy thì không thể thực hiện được. Cho nên là khi mà chúng tôi làm, chúng tôi cũng phải tính toán rất là kỹ lưỡng. Cũng muốn chia sẻ với các em là để làm một cái sản phẩm, chúng tôi cũng phải rất nhiều cái tiêu chí đưa ra để lựa chọn. Và khi chúng tôi đã cắm nối như vậy rồi thì hãy dùng một tay để giữ theo cái yêu cầu trên màn hình, và chắc chắn là phải tiếp xúc điện tốt. Sau đó ấn nút bên phải để kế tiếp. Và hỏi đáp tất cả led được đánh dấu có sáng không? Bây giờ hỏi đáp là tất cả led đánh dấu có sáng không, và anh em có thể nhìn ở đây là led đang sáng đấy ạ. À, led đang sáng. Vậy thì khi mà led đang sáng rồi thì cũng lại quay lại màn hình để trả lời là bên trái hay bên phải ạ. À, bây giờ chúng ta sẽ trả lời ở phía bên phải. Trạng thái Moto Scan Tab đang kiểm tra khối điều khiển hệ thống. Mã lỗi NV1983. Nội dung mô tả chi tiết lỗi khối điều khiển LED pha 2. Bạn có thể sử dụng chức năng kiểm tra mainboard để tìm lỗi chi tiết. Gợi ý sửa chữa, thay thế linh kiện tương đương như gợi ý trong hình ảnh dưới đây. Chúng ta để ý là ở đây nó có 3 cái mục. Mục thứ nhất là mục thông tin về tình trạng lỗi bằng văn bản. Sau đó thì đến gợi ý sửa chữa, thì ý mà nói là gợi ý chữa thì gợi ý bằng văn bản và gợi ý bằng hình ảnh và chỉ ra cái vị trí mà cái sự chẩn đoán đó trạng thái là nó là lỗi ở trong cái khu vực này đó. Vậy thì bây giờ đã biết là lỗi ở trong cái khu vực mà có cái bo mạch chịu bệnh và chủ rồi, thì máy tính có nói với chúng ta rằng máy motor scan tab nói chúng ta rằng là chúng ta chọn vào cái menu để kiểm tra chuyên sâu cái khu vực này
tức là cái khu vực mà điều khiển trung tâm để xác định là lỗi nó là cái linh kiện nào ở bên trong này một cách chi tiết và cụ thể hơn. Và chúng ta ấn nút back lại để chúng ta chuyển quay lại. Và chúng ta sẽ chọn kiểm tra mainboard là kiểm tra cái bo mạch chủ. Và trong phần này thì cô trợ lý ảo hỗ trợ với khối điều khiển hệ thống chiếu sáng LED, sử dụng các test PN, LED ODO không một chú ý, các cho chức năng này là một lựa chọn thêm, không bao gồm trong gói phụ kiện tiêu chuẩn. Vui lòng liên hệ điện thoại 1900 2228 để mua thêm nếu bạn cần sử dụng. Ở đây thì anh em chú ý nhé, là phải rất chú ý là cái quay đo đấy đã được chuyển ở vị trí ở phía dưới và chuyển lên vị trí rắc nối ở phía trên. Đó, anh em nhìn thấy đó. Cho nên là chúng ta không được quên những cái thao tác và những cái chi tiết đã làm rất rõ ở trên màn hình. Cho nên là chúng ta lưu ý ở đây. Và tôi cho anh em xem thao tác cụ thể là đang ở vị trí quay đo ở phía dưới thì rút cái vị trí này ra và chuyển sang cái vị trí như màn hình hướng dẫn. Ok. Vậy thì đây là cái động tác đầu tiên mà chúng tôi cũng muốn gợi ý là nốt lại một chút để anh em thấy rằng là thao tác là phải rất chính xác thì kết quả mới đưa ra chính xác được. Và hầu như là 99% linh kiện trên bo mạch linh kiện nào bị lỗi thì hệ thống của chúng tôi sẽ đủ khả năng để phát hiện được cho anh em. Và bây giờ thì mời kỹ thuật viên tiếp tục. Yêu cầu bước 1, nối cáp kiểm tra với khối điều khiển hệ thống chiếu sáng LED đúng theo sơ đồ hướng dẫn phía trên. Bước 2, bấm nút tiếp tục bên phải để tiếp tục. Chú ý, các điểm nối cần tiếp xúc điện tốt và chính xác tuyệt đối. Một số bo mạch cần làm sạch keo, sơn phủ chống ẩm tại các điểm đo trước khi cắm nối. Và cũng theo cách thể hiện như vừa rồi, thì anh em sẽ nhìn hình ảnh ở đây và chúng ta cũng nối tương tự. Và anh em nhìn đây là có một cái dây màu đỏ và dây màu trắng. Đúng không? Dây màu màu trắng. Anh em nhìn thấy đây là dây màu đỏ và dây màu đen. À, xin lỗi là dây màu đỏ và dây màu đen. À, khi kỹ thuật viên của chúng tôi cắm thì đã vô ý một chút và đã bị cắm sai. Và bây giờ thì tôi để nguyên tình trạng như vậy cho nó trung thực với anh em và chúng tôi đã cắm trở lại đúng theo hình ảnh hướng dẫn là dây màu đỏ và dây màu đen. Và anh em rất lưu ý là cái cài nó vẫn quay đi phía trên để đúng với vị trí ở trên phía màn hình. Đó. Ta có thể phóng to đây, ta có thể nhìn được. Và bây giờ thì kỹ thuật viên xin mời tiếp tục. Yêu cầu cắm nối cáp kiểm tra với bộ chuyển đổi Moto Scan Tab. Và bây giờ hỏi câu hỏi đáp, hệ thống chiếu sáng LED pha 2 có sáng không? Vâng, pha 2 ở đây là sáng xa đấy ạ. Vâng, thì anh em thấy không sáng đâu ạ. Và nếu không sáng thì chúng ta trả lời không sáng. Yêu cầu bước 1, nối điểm kiểm tra theo đúng sơ đồ hướng dẫn phía trên để hệ thống kiểm tra tiếp tục. Bước 2, bấm nút tiếp tục bên phải để tiếp tục. Chú ý, không mất nguồn bộ chuyển đổi Moto Scan Tab và cần giữ nguyên vị trí những điểm kiểm tra không được yêu cầu thay đổi. Vâng, cái chỗ này là rất đặc biệt là nếu như mà Moto Scan Tab không yêu cầu chúng ta thay đổi thì chúng ta cứ giữ nguyên tình trạng hiện tại. Và khi nào mà yêu cầu thay đổi quay đo nào hoặc điểm điện nào thì chúng ta mới thay đổi điểm điện đó thôi, còn giữ nguyên tình trạng như cũ. Và chúng ta đừng có lúc đấy lại rút hết mọi thứ ra thì cái việc kiểm tra đó sẽ không thực hiện được. Ta lưu ý như vậy. Và hai bước tôi vẫn nói là bước đầu tiên hành động thực hiện như hình ảnh, và bước thứ hai là ấn vào cái nút bên phải để tiếp tục. Và bây giờ chúng tôi sẽ hành động. Có lẽ chúng ta nhìn ở đây để phóng to ra để anh em nhìn cho rõ một chút. Và ở đây là chúng ta nhìn thấy hai cái vị trí chứ ạ, dây màu hồng và dây màu xanh da trời. Ở đây nhìn thấy nó ở góc vị này và yêu cầu cắm hai cái dây màu hồng và dây màu xanh da trời vào hai cái vị trí này. Và chúng ta nhìn nhớ vị trí ở đây ạ. Đó, thì ở đây chúng ta sẽ kẹp cái phần mà chúng tôi muốn cắm. Nếu anh em không muốn hàn thì chúng ta sẽ dùng một cái bộ ghim mạch điện không hàn ở đây. Và xin mời kỹ thuật viên sẽ ghim cái mạch điện không hàn này để cho chúng ta thao tác và nó không để lại cái dấu vết mũi hàn sau khi sửa chữa. Còn phần Moto Scan Tab ta cứ để đến cái tiến độ ở đâu thì ta để nguyên như vậy.
Và anh em nhớ đấy, que màu xanh da trời và que màu hồng trên cái dây cắm mà ở cái cáp chính đưa ra. Còn còn trên cái bộ này thì nó có thể không trùng màu dây cũng sao cả, bởi vì nó chỉ là một cái đoạn dây nối nối tiếp để dẫn đến cái điểm điện đó thôi. À, cái bộ ghim mạch điện của chúng tôi đây là bộ ghim mạch điện và cũng được đăng ký bản quyền để thiết kế với những cái kẹp mà có lực tì thường xuyên chứ không phải kẹp lỏng, bởi vì chúng ta biết là bây giờ các cái truyền dẫn truyền thông về mạch điện, về các cái mạch điện tử mà điện trở của cái mạch dây nó chỉ có khoảng trên 10 ôm thôi thì nó đã không truyền với cái tốc độ cao được, vì cái tần số cao nó sẽ không có thể truyền được nữa. Cho nên là những cái bo mạch mà chúng ta cắm thông thường ấy, nó sẽ nhiều trường hợp và sẽ không thực hiện đúng theo yêu cầu kỹ thuật, vì là nó phải giữ ở một cái mức độ tiếp xúc mà điện trở xấp xỉ không ôm. Và chúng ta có thể nhìn lại hai vị trí ở trên màn hình để đối chiếu nó hai cái đầu của cái con điện trở, chúng ta nhìn thấy rõ chưa? Vâng, và bây giờ thì kỹ thuật viên của chúng tôi đã hoàn thiện cái việc kẹp ghim mạch điện cắm nối mà không cần phải hàn. Như vậy thì sẽ giữ nguyên bản cái trạng thái của cái bo mạch, bởi ta biết là bo mạch bây giờ nó rất tinh xảo mà chúng ta hàn nó sẽ choe choét ra. Thì cái giải pháp đây là cái giải pháp mà chúng tôi đã khuyến cáo anh em là nên sử dụng những cái bộ ghim mạch điện mà chất lượng cao như vậy để đảm bảo yêu cầu. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại màn hình, sau khi đã hoàn thiện thì chúng ta ấn vào nút tiếp tục. Yêu cầu, bước 1, thay đổi vị trí điểm kiểm tra theo đúng sơ đồ hướng dẫn phía trên để hệ thống tiếp tục kiểm tra. Bước 2, bấm nút tiếp tục bên phải để tiếp tục. Chú ý, không mắt nguồn bộ chuyển đổi Moto Scan Tab và cần giữ nguyên vị trí những điểm kiểm tra không được yêu cầu thay đổi. Đó, chúng ta lưu ý là giữ nguyên điểm nào không yêu cầu. Ở đây chúng ta chỉ nhìn thấy có một que đỏ đấy, là phải di chuyển sang vị trí mới. Còn cái que đen thì không. Cho vậy chúng ta chỉ cần sử dụng que đỏ để di chuyển. Và chúng ta sẽ cắm vào đúng yêu cầu trên màn hình. À, anh em có thể nhìn trên màn hình, chúng ta sẽ đối chiếu lại với vị trí. Và đúng chưa? Và anh đối chiếu lại vị trí trên màn hình nhé. Cần phải phóng to ra để nhìn. Đây là những cái điểm điện mà chúng tôi đã phải rất công phu để xác định cái điểm điện này, để đánh giá các cái giá trị điện áp của các điểm điện này, để đánh giá chất lượng kết quả, và cũng phải lựa chọn rất là tinh xảo để có những cái thao tác ít nhất mà lại tiện lợi nhất mà lại vẫn đảm bảo yêu cầu kiểm tra cho anh em. Và nếu như xong rồi thì anh em giữ tay ở cái vị trí đó, vì việc que đo chúng ta phải giữ tay, sau đó thì ấn vào nút kế tiếp. Yêu cầu, bước 1, thay đổi vị trí điểm kiểm tra theo đúng sơ đồ hướng dẫn phía trên để hệ thống tiếp tục kiểm tra. Vâng. Bước 2, bấm nút tiếp tục bên phải để tiếp tục. Chú ý, không mất nguồn bộ chuyển đổi Moto Scan Tab và cần giữ nguyên vị trí những điểm kiểm tra không được yêu cầu thay đổi. Anh em chú ý là khi trên hình ảnh có que đỏ thì chúng ta dùng que đỏ để kiểm tra và để thay đổi, còn không có động đến cái gì mà trước đó giữ nguyên. Chúng ta chú ý là nó rất là bé, rất là nhỏ. Đây chúng ta nhìn là phóng ở trên màn hình thôi, chứ trong thực tế nó rất là nhỏ, nên chúng ta phải ấn một cách vị trí một cách chính xác và giữ để tiếp điện tốt. Còn nếu mà chúng ta nhầm ra một chỗ khác thì kết quả kiểm tra nó sẽ không còn chính xác nữa. Yêu cầu, bước 1, thay đổi vị trí điểm kiểm tra theo đúng sơ đồ hướng dẫn phía trên để hệ thống tiếp tục kiểm tra. Bước 2, bấm nút tiếp tục bên phải để tiếp tục. Chú ý, không mất nguồn bộ chuyển đổi Moto Scan Tab và cần giữ nguyên vị trí những điểm kiểm tra không được yêu cầu thay đổi. Và khi máy yêu cầu điểm nào thì chúng ta sẽ chuyển que đỏ đến điểm đó kế tiếp và lại tiếp tục ấn phím bên phải. Và chúng tôi cũng phải làm rất kỹ, rất chính xác để xác định được vị trí lỗi ở đâu. Rất may là que đo là rất là nhỏ ở cái đầu, chúng ta có thể dịch chuyển. Yêu cầu, bước 1, thay đổi vị trí điểm kiểm tra theo đúng sơ đồ hướng dẫn phía trên để hệ thống tiếp tục kiểm tra. Bước 2, bấm nút tiếp tục bên phải để tiếp tục. Chú ý, không mất nguồn bộ chuyển đổi Moto Scan Tab và cần giữ nguyên vị trí những điểm kiểm tra không được yêu cầu thay đổi. Anh có thể cầm đôi đúng vị trí. Chính xác chứ ạ. Và
và ấn nút tiếp tục bên phải. Vâng, Yêu tiếp tục. cầu bước 1, thay đổi vị trí điểm kiểm tra theo đúng sơ đồ hướng dẫn phía trên để hệ thống tiếp tục kiểm tra. Bước 2, bấm nút tiếp tục bên phải để tiếp tục. Và thao Chú tác này ý, không ngắt nguồn bộ có thể chuyển đổi Moto Scan Tab phải và lặp đi lặp giữ lại nguyên vị trí nhớ điểm nhiều kiểm lần tra ở các cái không vị trí được khác động. nhau. Yêu cầu bước 1, nối cáp kiểm tra với khối điều khiển hệ thống chiếu sáng LED đúng theo sơ đồ hướng dẫn phía trên. Bước 2, bấm nút tiếp tục bên phải để tiếp tục. Vâng, Chú và ý, các điểm nối ở đây cần chúng ta tiếp thấy xúc là đến cột đã và yêu chính cầu là xác chuyển tuyệt đổi cái dây đối. màu đỏ. Một số bo mạch cần làm sạch keo sơn phủ chống ẩm tại các điểm đo trước khi cắm Quay nối. đúng chiều để cho anh em người ta nhìn cho rõ. Và chúng ta thấy là chuyển cái đỏ sang phía bên trái. Sau đó ấn phím tiếp tục. Hỏi là đèn có sáng Hỏi không? đáp, hệ thống chiếu sáng LED Coslow có sáng không? Và đèn code có sáng không? Và chúng ta nhìn thấy đây là đang đang sáng đúng không ạ? Và đang sáng thì chúng ta sẽ trả lời ở trên màn hình là bên phải. Yes. Trạng thái, Moto Scan Tab đang kiểm tra khối điều khiển hệ thống. Vâng, và bây giờ đã có kết Mã lỗi quả. Vâng. NV1913. Nội dung mô tả chi tiết, lỗi đứt transistor Q101 hoặc đứt mạch điện công suất liên quan đến tầng transistor Q101 bên trong khối điều khiển hệ thống chiếu sáng LED. Gợi ý sửa chữa, thay thế linh kiện tương đương như gợi ý trong hình ảnh dưới đây. Và đây chúng ta đã có kết quả rồi. Và chúng ta nhìn thấy cái vị trí nằm ở đây. Thế nhưng mà nếu phóng to ra thì chúng ta có thể nhìn đây. Và chúng ta có thể phóng to ra nữa đây, để cho anh em họ nhìn thấy rõ là chúng ta nhìn thấy đây một con transistor dán SMD. Và hiện nay thì hệ thống Motoscan Tab phiên bản 2.6 đã rất là công phu để tìm ra giúp cho anh em thợ biết là nó bị lỗi. Lỗi chết một con transistor nằm ở bên trong cái bo mạch chủ điều khiển. Và việc sửa chữa thì ở đây nó cũng nói rõ là chúng ta hãy tìm một linh kiện thay thế tương đương từ một cái bo mạch tương tự khác để chúng ta thay thế sang. Thì đây là cách mà an toàn nhất và tiện lợi nhất mà chúng tôi cũng khuyên cáo anh em là nên dùng một cái transistor từ một cái bo mạch điều khiển LED mà chúng ta trong cái bộ đồ cũ của chúng ta lấy ra thay thế tương đương sang là tốt nhất và an toàn nhất, và chất lượng những LED đó cũng là LED tốt nhất để cho anh em nhìn. Vậy thì vừa rồi chúng ta đã nhìn thấy là tổng thể một cái quy trình mà khi chúng ta thực hiện hệ thống LED đó, và chúng tôi cũng quay lại để cho em xem là trong các loại dòng xe, cơ bản 99 các dòng xe trên thị trường hiện nay thì chúng tôi cũng đã làm gần như hết tất cả các xe. Và đây là một cái cơ sở dữ liệu phải nói rất là lớn mà rất nhiều công phu, cho nên là mong rằng là anh em cũng thông cảm tại sao mà cái phiên bản 2.6 chúng tôi phải làm rất là công phu với là kỹ như vậy để có những kết quả kiểm tra như anh em thực hiện được như bây giờ. Thì đấy là một cái thời gian cũng như cả một cái tập thể làm việc rất cầu kỳ. Vâng, xin chào anh em và tạm biệt anh em, và kế tiếp thì anh em sẽ xem một clip thứ hai, hệ thống Moto Scan Tab phiên bản 2.6 sẽ test dashboard, tức là test cái bảng tablo đồng hồ. Trong đó có rất nhiều hệ thống chỉ thị và cũng có rất nhiều cái linh kiện phức tạp hơn đối với hệ thống công nghệ chiếu sáng LED này. Mời anh em chờ đợi một ít phút, chúng tôi sẽ công bố video clip thứ hai là về test hệ thống tablo đồng hồ. Xin cảm ơn và tạm biệt.